Cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng với Chào Buổi Sáng. Và như đã hẹn thì tôi và chị Lan Chi sẽ tiếp tục gửi tới những thông tin thời tiết. Và như quý vị đang theo dõi ở trên camera ngoài trời ở khu vực Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội thì cũng thấy là thời tiết vẫn còn nhiều sương mù và chưa hưởng nắng. Và những ngày này thì thời tiết ở miền Bắc thì tôi thấy là ấm áp hơn. Không biết là những ngày sắp tới thì mình có đón được không khí lạnh nào không với chị Lan Chi? Khả năng là trong một tuần tới thì vẫn sẽ chưa có đợt rét nào mới đâu chị Thảo ạ. Thậm chí là miền Bắc và thủ đô Hà Nội thì sẽ ấm lên do là không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với trung bình cùng thời kỳ mọi năm. Dự báo là nhiệt độ trong hôm nay và tuần tới thì sẽ đều trên 21 độ ạ. Thậm chí là từ thứ 5 cho đến thứ 7 do là có nắng nhiều ạ, cho nên là nhiệt độ thì có thể tăng lên mức là từ 25 cho đến 28 độ. Dạ vâng, còn ở miền Trung thì như thế nào hả chị? Khi mà tuần này thì mưa còn nhiều hay không ạ? Trong tuần này thì mưa ở miền Trung sẽ có xu hướng giảm đi chị ạ. Cụ thể là trong hôm nay và ngày mai thì vẫn còn mưa rào lượng nhỏ. Thế nhưng mà từ thứ tư cho đến cuối tuần thì dự báo là trời chỉ còn mưa vài nơi thôi và sẽ chuyển nắng. Nhiệt độ theo đó thì cũng tăng dần lên mức là từ 25 cho đến 31 độ. Còn với Tây Nguyên thì chỉ có hôm nay là còn có mưa bất chợt. Còn 6 ngày trong tuần thì trời ít mưa và chủ đạo sẽ là nắng đẹp. Không khí thì vẫn rất là mát mẻ dễ chịu với nhiệt độ cao nhất là từ 24 cho đến 30 độ. Còn với Nam Bộ thì những cơn mưa trái mùa sẽ còn xuất hiện trong hôm nay và ngày mai. Thời gian mưa tập trung về chiều. Các ngày khác trong tuần thì sẽ quay lại trạng thái là nắng nhiều, đặc trưng của mùa khô. Thế nhưng mà chưa quá nóng với nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông, lốc xoáy với tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km. Còn huyện đảo Hoàng Sa thì trời mưa một vài nơi, gió đông bắc ở mức cấp 4, cấp 5. Dạ vâng, và cảm ơn chị Lan Chi với những dự báo thời tiết chi tiết vừa rồi.